Chiến thắng trong cuộc đối đầu với Magia giúp Matt và những người bạn tiến gần hơn đến vị trí của thánh nhân. Nhưng tin đồn về việc Matt không thể sử dụng phép thuật cũng lan truyền khắp học viện. Nhóm của Matt đã dùng một loại sức mạnh tinh thần nào đó để chứng minh Matt có thể sử dụng phép thuật. Đúng lúc này tên đầu gà đi tới, Matt dở chiêu của đồng đội ra, liên tục nói mình sử dụng được phép thuật nhưng đối phương éo tin. Tên này còn dọa phim rằng bao che cho thằng không biết dùng phép thuật cũng bị xem là có tội. Tệ nhất thì sẽ bị đuổi học. Phim tức giận nói mình éo ke. Nhưng không hiểu sao đối phương tự nhiên lại nằm ra đất như thế. Chuyện này do Lance gây ra, Lemon và Dot cũng đi tới. Lemon liên tục kể lể về tình trạng bệnh của Dot. Sau giờ học bọn họ tổ chức một buổi tiệc ăn mừng chiến thắng ở phòng 302. Hiện tại bọn họ chỉ cần chờ đến ngày chọn thánh nhân là xong. Finn cảm thấy rất mơ hồ. Nhưng chuyện khiến cậu khó hiểu nhất lúc này là sự xuất hiện của hai thanh niên này đây. Tên nghiêm túc này còn mang bài đến để dự phòng. Tuy không muốn làm bạn với đối phương nhưng tên này cảm thấy cần phải ăn mừng Abit đã khỏe hơn. Thanh niên còn lại thì trực tiếp và sát thủ hơn. Nhưng khi đối mặt với Lemon thì lại run như cầy sấy. Thì ra là một thanh niên nhát gái bẩm sinh. Lemon muốn đút đồ ăn cho mát để cảm ơn. Nhưng cậu từ chối thẳng thừng. Phiên đi tới hỏi Lan Sơ tại sao hôm đó lại biến mất. Hôm đó cậu bị mấy tên từ tù cầm chân. Phiên nghe xong thì choáng luôn. Hai tên Abit và Aben tự chơi bài với nhau buổi tiệc giống như một dạp siếc trung ương vậy. Abit nói cho Matt biết cậu đã bị Innocent Zero nhắm đến. Đó là một tổ chức tội phạm chuyên nhắm vào những học sinh có thành tích nổi bật. Aben đã có được đường thứ ba nhờ sức mạnh của Innocent Zero. Còn những người mà Zero đang tìm kiếm có liên kết gì đó với Matt. Mục đích của Aben chỉ là tạo ra một thế giới nơi những người tốt bụng như mẹ mình có thể sống yên bình. Nhưng cách làm lại không đúng tí nào. Abit tin rằng Matt mới là người có thể làm được điều đó đầu gà vẫn đang rón rén muốn tìm bằng chứng mát không xài được phép thuật nhưng khi nhìn vào lại thấy giật mình khi thấy hai tên đối thủ đang nói chuyện với nhau như những người bạn đúng lúc đó lại là aben đi tới tên này sợ quá chạy mất luôn cú con đi vào đưa cho mát một bức thư ngày hôm sau có một cuộc điều tra về việc mát không thể sử dụng phép thuật các vị thần đã tạo ra thế giới tươi đẹp này họ cũng ban cho con người phép thuật để có một cuộc sống tốt đẹp những kẻ không sử dụng được phép thuật chính là lỗi cần phải loại bỏ Gio đội trưởng đội bảo vệ ánh sáng không cho là như thế. Điều quan trọng là sự thành công cuối cùng. Anh ta cho rằng Matt có tiềm năng để làm được điều đó. Nhưng mọi người đều phải sống theo luật. Chỉ cần Matt kéo được số đông ủng hộ cậu. Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Gio yêu cầu Matt thắp nến mà không được động vào nó. Matt giả vờ cầm cái đũa đến gần nến. Sau đó làm ra động tác như nhóm lửa. Cứ thế mọi chuyện đều được giải quyết dễ dàng. Những thánh nhân khác cũng đang trên đường tới. Mỗi người đều có một suy nghĩ trong lòng về việc của Matt người còn chưa đến nhưng mát đã bị tạt một đống cát vào người những thánh nhân gồm có renatus quản lý phép thuật bất tử surara quản lý phép thuật băng jando quản lý phép thuật lửa agito quản lý sinh vật rồng sofina quản lý cấm thư phép thuật và người vừa ra tay otter quản lý phép thuật sa mạc bọn họ những người ở trên vạn người không muốn một người như mát tồn tại đúng lúc này lão đầu chọc lên tiếng bọn hắn zero muốn có mát để chứng minh bọn chúng đã cấy bọ ma thuật lên người đầu chọc đó là một loại sinh vật rất nguy hiểm được nuôi dưỡng bởi mana kẻ nào muốn tách chúng ra khỏi vật chủ sẽ biến thành vật chủ kế tiếp không còn cách nào khác tóc vàng đành phải tự mình xử lý việc này nhưng anh còn chưa kịp ra tay thì mát đã làm việc đó con bọ lập tức chui vào trong bụng cậu nhưng nó lại bị mát trói lại rồi nhổ ra tóc mì tôm không thể tin được lại có một người quái dị như vậy tuy chuyện này đã được xử lý êm đẹp và tóc vàng rất thích mát nhưng những người còn lại không đồng ý dù thế nào hắn cũng phải giết mát cho bằng được mắt sống chết cũng không chịu để bọn họ mang mình đi otter muốn xử tử cậu ngay tại chỗ khi tóc vàng muốn ý kiến thì hắn lại không thèm nghe đột nhiên một thanh kiếm bay tới tách bọn họ ra người đến là thầy bớt và dây này tuy không biết tại sao thầy bớt gọi bọn họ tới nhưng việc che giấu một tên không thể sử dụng phép thuật là không thể bàn cãi phải áp dụng mức án cao nhất đối với đối phương thầy bớt yêu cầu hoãn thi hành án với mát bởi bọn họ không thể mất cậu vào lúc này thầy bớt từng là một thánh nhân còn có thể đối đầu một một với Zoro thời còn trẻ. Nhưng Otter vẫn không chấp nhận chuyện trái pháp luật này. Thầy Wabot lại tiếp tục cúi đầu cầu xin bọn họ. Tuy Matt có nhiều thiếu sót, nhưng thầy Wabot cho rằng việc đối xử với những người như Matt là không công bằng. Ran cũng quỳ xuống cầu xin cho Matt. Mọi người bắt đầu có chút dao động. Nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi ý kiến. Lúc này lão đầu chọc cũng đứng ra. Tuy nói pháp luật luôn cần được thực thi đúng mực. Nhưng Matt vừa cứu ông ta nên ông ta không thể không cầu xin cho cậu. Cuối cùng do có quá nhiều người cầu xin cho Matt, nên nhóm thánh nhân đành phải nhượng bộ. Nhưng Matt phải chứng minh được giá trị tồn tại của bản thân. Vì để không phụ lòng những người tin tưởng mình, Matt hứa sẽ tự tay đấm cho Zero vỡ mùng con chó sồm. Tuy có chút lo lắng khi Matt phải đối đầu với một tổ chức nguy hiểm như Zero, nhưng bọn họ vẫn quyết định đi quẩy một trận cho thoải mái. Tóc đỏ mặc nguyên bộ giáp khủng đến với mong muốn kiếm vài thằng đánh nhau. Matt thì quất nguyên bộ tập thể hình, tưởng thanh niên Lancer sẽ khá hơn nhưng vẫn không giấu được tính cách cuồng em gái. Chỉ khổ phin vì chơi với bọn này. May là bọn nó cũng ăn mặc bình thường trở lại. Rủ nhau đi chơi trò chọc gấu qua la để nó hát xì. Mắt làm phát chúng ngay đầu đót. Đó. rót cũng không kém làm phát trả đũa. Hai người lao vào xúc nhau luôn. Tiếp đến Lance muốn đi mua đũa phép. Vì vụ Zero mà cuộc thi thánh nhân sẽ tổ chức sớm hơn. Vì lợi ích của em gái Lance quyết không nhường ai kể cả mát. Bọn họ đi vào một tiệm treo đầy đũa trên tường đây không phải là người chọn đũa mà mà đũa chọn người dựa vào sức mạnh ma thuật mà những chiếc đũa sẽ lựa chọn người phù hợp với chúng lan chọn được một cái đũa dành cho người hai vạch mắt cũng muốn lên thử một chút cậu nhìn thấy một cái đũa nằm sâu dưới đất chủ quán giới thiệu chiếc đũa này quá nặng để pháp sư có thể cầm được nó người ta nói rằng có một dòng nước thánh chảy phía dưới cái đũa những chiếc đũa được ngâm qua nước đó sẽ mạnh mẽ hơn mắt đi tới nhấc một phát lên luôn khiến ông chủ suýt rớt hai con mắt vì ngạc nhiên Đội trưởng và Le Mừng bây giờ mới tới. Bây giờ cuộc chơi mới chính thức bắt đầu. Bọn họ ăn chơi vui vẻ đến tận chiều. Mát mong muốn lần sau sẽ làm phát nữa. Mọi chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối cùng đã hoàn tất. Mát muốn về nhà một lần trước khi bài kiểm tra diễn ra. Otter đến tìm Magazet. Hắn muốn nhờ đối phương xử lý Mát để cậu không thể tham gia kỳ thi tuyển chọn thánh nhân. Nhưng tên này lại không muốn làm, thứ hắn muốn chỉ là sự kích thích. Khi Otter nói Mát không thể sử dụng phép thuật thì Magazet đã nhận lời ngay lập tức. Bố của Matt mừng đến phát khóc khi con trai trở về. Đang thể hiện tình cảm ra rào thì bạn của cậu đi vào nhà, thấy Matt có bạn ông vô cùng hạnh phúc. Bọn họ nói mình còn hơn cả bạn bè. Đó chính là đối thủ của Matt. Còn Le mừng giới thiệu mình là vợ tương lai của cậu. Lance cũng tặng bố Matt ít đồ có hình của em gái cậu. Sự tăng động của mấy đứa làm bố Matt hiểu được sự vất vả của Finn. Ông mong tình bạn của bọn họ sẽ kéo dài mãi mãi. Magaz đang trên đường đến nhà của Matt thì bị vô số thanh kiếm cản lại người xuất hiện không ai khác chính là gian hai bên nhìn nhau không ai chịu kém ai miếng nào hứa hẹn sẽ có một cuộc chiến khá là hấp dẫn bên này đám của mát vãn không biết gì mà quẩy nhiệt tình trở lại cuộc đối đầu giữa jane và magazet magazet rất hưng phấn vì còn được đối đầu với cả thánh nhân nhưng hắn lại chẳng để ne vào mắt lấy cái đàn piano ra đánh một khúc nhạc jane mặt không biểu tình không hiểu thằng mẹ này đang nói cái gì magazet cho rằng thánh nhân cũng chỉ là một cái danh xưng kẻ nào mạnh hơn thì còn chưa biết. Maga Z biến ra vô số nốt nhạc, còn dây biến ra vô số thanh kiếm. Hai bên va vào nhau như chưa bao giờ được va, dây lại tiếp tục gọi ra kiếm. Nhưng những nốt nhạc của Maga Z tạo ra lại có thể dẫn kiếm của anh bay vòng vòng. Sau đó Maga Z bất ngờ tạo ra trọng lực làm dây không thể cử động. Rồi hắn biến ra vô số nốt nhạc có thể nổ bất cứ lúc nào để kiềm chế dây ne. Cùng lúc đó nhóm của Matt vẫn đang chơi game vui vẻ. Dot quay chúng ô bị lừa dối bởi bùa chú quyến rũ của người đẹp và mất 5 triệu. Lemon thì bị giam vì khống chế tình yêu như một kẻ bám đuôi, mất 320 lượt. Lance quay vào ô em gái đột ngột dẫn bạn trai về nhà, phải quay về điểm bắt đầu. Finn là bình thường nhất, quay chúng trả lại đồ cho người bị mất được tặng 100 đô. Mắt thì quay chúng ô không thể sử dụng phép thuật và bị xử tử, game over luôn. Trong lúc đám bạn đang nguyền rủa con game rác rưởi này, thì Finn nhớ lại lời của bố Matt rằng chỉ mong cậu ấy luôn có những người bạn tuyệt vời. Đối diện với sự óc cho của Magazette. Zayne cho rằng chỉ khi Matt trở thành thánh nhân thì thế giới này mới có thể tốt hơn. Cả người Zayne bỗng bốc cháy. Trên mặt anh xuất hiện vạch thứ ba. Anh muốn đảm bảo Matt có thể tiến xa nhất có thể. Do trò chơi nên Matt muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Đám bạn rất lo lắng cho tâm trạng của cậu. Matt chạy một mạch đến chỗ không ai nhìn thấy để ăn bánh su kem. Nào ngơ chạy đúng đến chỗ hai người Zayne đang đánh nhau. Magazette cho rằng ba sọc cũng chẳng có mẹ gì ghê gớm. Chỉ cần phải niệm phép thì những nốt nhạc của hắn sẽ khiến đối phương nổ tung xác. Nhưng hắn lại không thể ngờ rằng, ba sọc có thể thay đổi hình dạng của đũa phép. Những người có ba sọc có thể kêu gọi sức mạnh của các vị thần bên trong một chiếc đũa. Magazet còn chưa kịp nhìn kỹ hình dáng thật sự của chiếc đũa của Zayne thì đã bị đánh bại. Mắt bước ra cảm ơn nhưng Zayne chỉ mong cậu hãy chiến thắng để trở thành thánh nhân. Magazet vẫn chưa chết. Hắn không những không sợ hãi mà còn hưng phấn hơn khi nhìn thấy sức mạnh từ đũa phép đó của Zane. Đêm đó bố của Matt ngồi nói chuyện với cậu. Ông xin lỗi vì đã không cho Matt được một cuộc sống bình thường. Matt không để chuyện đó trong lòng, cậu rất vui vì những gì đang có. Bài thi tuyển chọn thánh nhân cuối cùng cũng đã đến. Một người phải có ít nhất 5 đồng vàng mới có thể vào vòng trong. Tuy nhiên vì sự can thiệp của Zero nên bài kiểm tra đã được đẩy nhanh tiến độ. Chính vì thế chỉ cần 3 xu vàng là có thể đạt tiêu chuẩn. Tất cả mọi người đã có mặt trên sân đấu. Khi Matt định đi ra thì bị Otter ngăn lại. Hắn nói rằng chỉ cần hắn còn tồn tại thì Matt sẽ không làm được cái quái gì cả. Matt dùng cơ bắp để nói cho đối phương biết. Cậu sẽ hạ gục tất cả bằng những gì đang có. Khi Matt xuất hiện trên khán đài các khán giả lập tức mắng chửi cậu một trận. Bọn họ muốn cậu cút khỏi nơi này. Khi phiên định đi tới an ủi Matt thì thấy Matt chẳng để tâm tí nào. Bài kiểm tra vẫn được bắt đầu bình thường. Mọi người sẽ đến một nơi được gọi là nỗi ám ảnh của người chết. Chỉ cần tìm được chìa khóa giấu ở đó là được nhưng chìa khóa lại phải dùng phép thuật mới có thể lấy con phải sống sót dưới sự truy đuổi của ba tên quái vật đầu tể nếu không thể vượt qua vòng đấu này sẽ không thể tham gia vòng cuối và trận đấu sẽ được chiếu trực tiếp cho khán giả xem để tránh gian lận trong khi phim còn đang khóc lóc thì mọi người đã bắt đầu được chuyển đến chỗ thi đấu một thanh niên số nhỏ vừa dịch chuyển đã gặp ngay đầu tể may là chỉ bị chuyển về sân đấu chứ không bị tèo tại chỗ mọi người đều đang cố phân tích làm sao có thể vượt qua kỳ thi thì MC cũng đang giới thiệu thêm cho mọi người những chú ý cần thiết. Nhưng trái với những gì MC vừa nói, Matt đã đấm cho một tên đồ tể nằm ngay tại chỗ. Nhưng con đồ tể lại phục hồi ngay lập tức và đuổi theo Matt không buông. May sao có một thí sinh đã thu nhỏ Matt để qua mặt nó. Sau khi con đồ tể đi thì hai người lại hồi phục lại bình thường. Hai người cũng quyết định hợp tác với nhau. Theo suy đoán thì chìa khóa chắc chắn ở chỗ của bọn đồ tể. Thí sinh kia càng giải thích thì Matt càng đơ ra. Finn lúc này đang cố gắng trốn bằng mọi cách. Matt và cậu kia suýt bị đồ tể phát hiện. Bọn họ cuối cùng cũng tìm thấy quả bóng chứa chìa khóa. Nhưng khi định thổi quả bóng lên thì tiếng kêu đã thu hút tên đồ tể quay lại. Sau khi phân tích một hồi thì hai người quay lại thử tiếp. Kết quả lại bị đồ tể đuổi sấp mặt luôn. Bọn họ thử thêm lần nữa nhưng không được. Matt nghĩ ra một cách. Đợi tên đồ tể đi qua thì cậu kia phóng to quả bóng lên. Mọi người đều biết rằng khi bóng quá to thì còi báo động sẽ vang lên. Nhưng tiếp theo lại thấy Matt làm ra một tư thế rất kỳ lạ cả người cậu quay như trong chóng tạo thành một cơn lốc. Quả bóng to đến mức không thể chịu được mà vỡ luôn. Hai người lấy được chìa khóa đầu tiên nhưng cũng bị đồ tể đuổi sấp mặt. Những người khác cũng bắt đầu lấy được chìa khóa theo cách riêng của mình. Đó tìm tới chỗ ẩn nấp của Finn. Tuy đang bị thương nhưng vẫn giúp cậu ấy lấy thêm một cái chìa khóa. Sau khi thoát khỏi đồ tể, mắt định đưa chìa khóa cho đàn anh thì cậu ấy không nhận. Do đã được dây ne kể nhiều về mát nên cậu ấy rất quý mát và để thể hiện là một đàn anh xứng đáng thì cậu ấy đã nhường chìa khóa cho mát anh cũng nói rằng mình có thể tìm được chìa khóa nên mát đừng lo nhưng sau khi mát vừa đi thì một thanh niên đi tới đánh lén anh ấy là một thành viên của nhà orca tên là royer vừa trở về thì mát thấy dot và phin thương tích rất nặng mát nói với lan rằng mình được một người giúp lấy chìa khóa đúng lúc này cánh cửa cuối cùng cũng mở ra là đàn anh lúc nãy nhưng anh lại ngã xuống trận chiến vừa rồi người chiến thắng lại là royer Tên này còn đi tới dẫm lên đầu của đàn anh kia khiến mát rất khó chịu. Cậu đi tới cảnh cáo hắn nếu còn tiếp tục sẽ đập hắn luôn. Một em gái cầm nước đi tới cho hắn, nhưng hắn không uống mà đổ lên đầu mát. Trái với suy nghĩ của mọi người mát lại dùng nước ấy để pha đồ uống tăng cơ tự chế. Hành động này khiến tên Royer cũng phải đứng hình. Mát nói thẳng với tên đó là cậu chưa thấy người mạnh hơn cậu đâu cả. Lời nói này làm tên Royer muốn đi tới va luôn với mát. Nhưng MC đã nhắc nhở không được đánh nhau bọn họ hãy để dành sức cho vòng thi tiếp theo. Vòng này sẽ chia thành từng nhóm 3 người, mỗi người được nhận một cái tinh thể. Đội nào tinh thể bị vỡ hết sẽ bị loại. Mắt nghe giải thích xong thì chập mạch luôn. Đót mắng MC một trận bắt giải thích ngắn gọn lại. Nghe giải thích lại thì mát mới hiểu quy tắc vòng này. Nhưng khi vừa nhận được tinh thể thì, mát lại là người làm vỡ đầu tiên. Phiên còn chưa kịp ngỡ ngàng thì đót lại làm vỡ cái của mình. Nhìn hai con hàng này Phiên cảm thấy chán con mẹ nó luôn. Mát và Dot hứa sẽ bảo vệ Fin bằng cả tính mạng. Fin cứ cảm thấy biểu cảm của hai con hàng này sai sai mà không biết sai chỗ nào. Nào ngờ mọi người lại được chuyển đến mỗi người một chỗ. Fin lại thấy cuộc đời mình xong thật rồi. Fin éo thể hiểu nổi tại sao đấu đội lại chia lẻ ra như thế. May là Mát và Dot cũng hiểu được là phải đi tìm Fin trước. Khi Fin còn đang lo lắng làm sao để giữ được tinh thể cho cả nhóm, thì cậu thấy một thí sinh đang cầu xin Royer tha mạng. Chỉ thấy trên người tên Royer có một con dao hắn cầm con dao ngoáy ngoáy vài cái tên kia đã chết ngất luôn chứng kiến cảnh đó sự sợ hãi của Fin tăng vọt cậu tự nhủ mình là bức tường để tên royer không thể phát hiện ra mình nhưng cậu vừa thả lòng vì hắn đã rời đi thì tên royer đã đứng sau lưng cậu một ả thiên thần quái dị xuất hiện sau lưng royer Fin cầu xin hắn hãy tha cho mình dù bắt cậu làm gì cũng được nhưng hắn lại sỉ nhục cậu bằng tất cả những từ ngữ hắn nghĩ ra tuy Fin rất sợ hãi nhưng cậu không thể đưa viên tinh thể cho đối phương cậu quyết bảo vệ nó bằng tính mạng của mình. khi phiên định bỏ chạy thì lập tức trúng đạn. cậu rất sợ hãi nhưng có thế nào cũng không giao viên tinh thể ra, mặc cho đối phương dọa dẫm dụ dỗ kiểu gì đi nữa. trong lòng phiên chỉ có một tâm niệm là bảo vệ viên tinh thể. mát lúc này đang chạy hết tốc lực đi tìm phiên. Magazet thì đang đánh giá những thí sinh hắn hứng thú. mát không biết dùng phép thuật. Lace học sinh chuyển trường. Royal người được giới thiệu. Magazet cảm thấy Royal khá giống mình không hề có hứng thú trở thành thánh nhân một thần đồng với chiếc đũa phép cổ đại, một kẻ chưa trưởng thành ngon ngọt. Finn chưa chịu bỏ cuộc lấy đũa phép ra niệm chú, nhưng không hề có phép nào cả mà chỉ là cậu tranh thủ thời gian chạy trốn mà thôi. Tên Royer định đuổi theo thì bị dịch chuyển về chỗ cũ. Hắn không ngờ Finn lại nhân lúc mình mất cảnh giác dùng phép lên mình. Finn tưởng có thể kéo dài khoảng cách với đối phương nhưng lại bị trúng đòn ở chân. Royer từ từ tiến đến dẫm lên chân bị thương của cậu. Sau đó hắn liên tục đâm vào người mình mà người bị thương lại là Finn. Đám khán giả đang xem cũng không nhịn được mà run lên một cái. Phi nhớ tới những gì đã trải qua với Mát và tự hứa với lòng mình, cho dù có thảm hại thế nào cậu cũng không phản bội lại bạn bè. Nhưng sự chống cự của cậu hoàn toàn không có tác dụng. Tên Royal kề dao lên cổ định kết liễu mạng sống của Finn. Khi Finn chuẩn bị chấp nhận số phận thì đột nhiên Mát chạy đến ấn đầu tên Royal vào tường. Mát cảm ơn Finn vì đã cố gắng đến giờ phút này. Mát đột nhiên chảy máu mà không hiểu tại sao. Thiên sứ quái dị lại xuất hiện sau lưng tên Royal. Đòn tấn công của Matt bị phản ngược lại. Hóa ra đó là tác dụng của cây đũa của tên Royal. Dù hắn có bị đánh hay tự làm mình bị thương thì đũa phép của hắn sẽ tự động kích hoạt năng lực phản phệ lên kẻ địch. Với cái đũa cổ đại khủng bố này trên tay, hắn vô cùng kiêu ngạo và độc ác. Matt liên tục tấn công tên Royal nhưng người bị thương lại là cậu. Tên Royal coi hành động của Matt như một trò hề. Hắn cho rằng số phận của mỗi người đã được định đoạt từ khi sinh ra. Cậu và Finn đều là kẻ vô dụng hắn còn nói một kẻ như Fin không đáng xuất hiện ở đây một kẻ còn không thể bảo vệ nổi một viên đá mát cũng đồng ý với ý kiến đó của tên royer kẻ vô dụng thì nên biết vị trí của bản thân mình nhưng Fin lại dám đứng lên chống lại một kẻ quá mạnh so với mình vì bạn bè nên kẻ nào cười nhạo cậu ấy mát sẽ đấm cho vỡ mồm nói là làm mát lao đến đấm liên tục tên royer nhìn có vẻ như hành động của cậu là vô dụng nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra thiên sứ đằng sau tên royer đã bị đấm cho phải hét lên đau đớn nhưng không ngờ tên Royer lại cười lớn, bởi cơ chế phòng thủ mạnh hơn của thiên sứ đã được kích hoạt. Nó biến thành một con quỷ với đôi cánh thiên sứ. Kết hợp với Royer tấn công mát khiến cậu phải liên tục né tránh. Mát bất ngờ lấy đũa phép của mình ra, nặn một hồi ra hình cây vợt tennis. Phần thừa thì tạo thành một quả bóng, sau đó vụt liên tục vào mặt của thiên sứ quỷ. Cứ như thế trong sự kinh hãi của mọi người và Royer. Mát liên tục đánh bóng vào mặt thiên sứ quỷ. Đánh đến khi tên Royer hoài nghi nhân sinh, đánh đến khi thiên sứ quỷ vỡ nát, vì đáp ứng nguyện vọng xin một lần đau của tên Royer. Mát dùng vượt gõ lún đầu hắn, chứng kiến kẻ được đũa cổ đại chọn bị mát đánh gục. Đám khán giả không biết nên biểu hiện tâm trạng thế nào. Khi Fin định xin lỗi mát thì mát lại nói cảm ơn cậu. Cảm ơn Fin vì đã giúp mình có thể đi đến tận bây giờ. Tên Royer giờ mới hiểu nỗi đau là như thế nào. Không ngờ một kẻ yếu đuối như Fin lại có thể chống chọi lại cơn đau như thế. Hắn bây giờ đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục trong khi mắt xử lý Royal thì Maga Z cũng đụng độ với hai thí sinh đội đỏ. Hắn luyên tha luyên thuyên về sức mạnh của đối phương. Nhưng tổng kết lại là không coi đối phương vào mắt, mau bỏ viên pha lê lại rồi cút. Tất nhiên hai người kia không đồng ý. Bọn họ cũng tự tin về khả năng của mình và tung ra phép thuật đánh về phía Maga Z. Đáng tiếc là phép thuật của Maga Z lại có thể dễ dàng đánh tan phép thuật của bọn họ. Hai người chống được mấy giây liền bị đánh bay. Maga Z đi đến bóp nát tinh thể của bọn họ rồi rời đi. Tiếng MC chợt vang lên nói một đội bị loại nên hai đội còn lại đã được vào vòng trong. Mọi người trở về trong tiếng reo hò của khán giả. Đót giả làm phóng viên phỏng vấn cảm nghĩ của Mát. Bỗng dưng không khí đột ngột yên tĩnh đến đáng sợ. Mọi người đều hiểu tiếp theo mới là đoạn khó khăn nhất của cuộc thi. Maga Z rất hưng phấn vì sắp được nếm thử Mát. Cơ bắp của Mát nhắc nhở cậu cần phải cẩn thận. Phải đối đầu với một kẻ như Maga Z thì việc đi tiếp của Mát rất khó khăn. Lý do Zayne có thể trở thành thánh nhân khi mới là học viên năm 2 hầu hết là nhờ Magazet không tham gia dự thi. Theo nghiên cứu của Kando thì Magazet chắc chắn có thể giành được vị trí thánh nhân. Khoảng cách giữa Magazet và mát là không thể lấp đầy bằng bất cứ cách nào. Tên bị loại ở vòng trước vẫn còn cây cú mát Hắn cầu xin Magazet hãy tẩn đối phương ra bã. Còn muốn dùng thuốc sổ để chơi mát Nhưng Magazet lại đập cho hắn một cái. Magazet không muốn ai làm mình mất vui kể cả Otter. Tên kia không ngờ Magazet lại dám vô lễ với một thánh nhân như thế. Matt đang sàm lơ nói chuyện về cục tạ và cánh tay. Dot góp vui bằng một bài nhạc. Lemon cũng bị mát tẩy não và nói sàm lơ. Finn cảm thấy bọn này hết thuốc chữa thật rồi. Cậu chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Đang sàm lơ thì Kando xuất hiện. mát nhận ra đối phương là người ăn hiếp mình hôm trước. Kando muốn cùng mát chơi một trò chơi nhưng mát từ chối. Hành động đó được Dot tặng cho một like. Kando tự giới thiệu thân phận của mình nói rằng nếu hắn không công nhận thì mát không thể trở thành thánh nhân thế là mát đành phải chơi với hắn kando nói nếu mát thắng thì hắn sẽ cho cậu thông qua kỳ thi luôn trò chơi rất đơn giản gọi là nhìn là thua tay mát nhanh đến mức tạo thành tàn ảnh luôn nhưng kando chỉ mỉm cười một cái sau khi giới thiệu cho mát hiểu cách chơi kando là người ra đòn trước mát suýt nữa bị mất cái đầu lượt thứ hai mát phải dùng nắm đấm mới có thể cản được lượt thứ ba kando rút luôn thanh kiếm của mình ra ngọn lửa trên thanh kiếm của hắn sẽ cháy đến khi vật bị chạm vào trở thành cát bụi. Thế nên mát chắc chắn không thể dùng tay đỡ như khi nãy. Hắn không chờ nữa mà lao tới chém liên tục vào mát. Mát vừa né vừa không được bước ra khỏi vòng tròn. Nhưng khi Kando sắp chém trúng mát thì cậu dùng sức nhấc cái sàn dưới chân lên để né. Đột nhiên cú con bay tới lấy mất cái bánh của mát khiến mát nhìn theo và bị thua. Kando nói trận này coi như hòa. Kando nói với khả năng hiện tại của mát sẽ không thể thắng được Magazet. Tuy Matt cũng chưa tung hết sức nhưng cậu cho rằng đối phương cũng như thế. Kando không thể đoán được tại sao Matt lại muốn trở thành thánh nhân đến thế. Hắn có những suy nghĩ riêng của mình và AD hiện tại không hiểu. Vòng tiếp theo sẽ là một đấu một. Trận đầu tiên vậy mà là Matt và Magazet. Phiên âm thầm cầu nguyện Matt giành chiến thắng. Magazet rất tự tin về nói Matt phải dừng ở đây rồi. Khi MC định nói trận chiến bắt đầu thì Matt xin phép ăn cái bánh lấy sức. Magazet cũng lấy ra món tôm chiên khoái khẩu và liên tục chấm nước sốt mắt cho rằng làm thế sẽ không còn vị của tôm chiên. Cậu nói thẳng đối phương là một tên điên, đót cho rằng kẻ càng điên thì càng mạnh. So sánh lại mát với Maga Z thì Magaz Z ăn đứt luôn. Kando cũng phân tích được suy nghĩ của Otter. Otter quá tự tin vào sức mạnh của Maga Z nên không thèm gây khó dễ cho mát. Trận chiến lúc này cũng chuẩn bị bắt đầu. Maga Z phóng ra sức mạnh của mình khiến khán giả cũng phải cảm thấy khó thở. Khi mát xong tới thì Magaz Z lại dùng phép cơ bản nhất. Mát cố gắng đón đỡ nhưng lại bị đẩy vào tường. Magazet nghĩ mọi chuyện đã kết thúc nhưng Mát đã vòng ra sau tóm lấy hắn. Mát ôm Magazet bay lên trời rồi dùng một chiêu heo phone đâm thẳng xuống đất. Trong lúc còn chưa biết Magazet ra sao thì tóc đỏ thắc mắc vừa rồi Mát tránh đòn kia thế nào. Phiên giải thích rằng do Mát biết không thể đỡ được đòn của Magazet nên đã lui lại nhanh hơn tốc độ của đòn đó rồi né luôn. Dot nghĩ mãi không hiểu nên quyết định kệ bà nó luôn. Trên sàn đấu lúc này Magazet cũng xuất hiện và không tổn thương tí nào. Magazz nói hắn vẫn chưa thỏa mãn hai người lại tiếp tục vào thế chuẩn bị và tập 2